Ok, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Big Channel. Thì Samsung Galaxy Fold đã khi mà cho ra mắt đã gây cho chúng ta rất là nhiều dư âm và ám ảnh bởi vì cái mức giá trên trời của nó. Tuy nhiên thì khi mà sự kiện Samsung Galaxy Fold vẫn còn chưa nguội thì chúng ta đã phải đón nhận thêm một smartphone hình gập khác nữa đến từ Huawei, đó là Huawei Mate X. Sản phẩm này vừa được cho ra mắt vào sự kiện MWC 2019 vừa rồi. Tuy nhiên thì khi mà được cho trải nghiệm thì chúng ta đã phải gặp ngay cái Fold đầu tiên, và cái Fold đó là gì chúng ta cùng nhau tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhé. Và let's go. Điểm sơ qua một chút về cái Huawei Mate X này thì chúng ta sẽ có một cái màn hình 8 inch sử dụng tấm nền OLED và có thể gặp được một thành smartphone có độ dày là 11mm. Kèm theo đó là các cấu hình cao cấp gồm pin 4500mAh và vi xử lý Kirin 980. Màn hình OLED của Huawei Mate X sẽ có 3 chức năng. Khi sản phẩm được đóng thì chúng ta sẽ có hai màn hình. Thì màn hình đầu tiên chúng ta sẽ sử dụng như một chiếc smartphone thông thường. Còn màn hình thứ hai thì là sẽ hiển thị khi chúng ta selfie bằng camera sau của sản phẩm, giống như chiếc Vivo Next màn hình về đó. Và khi mở ra thì chúng ta sẽ có một cái màn hình lên tới 8 inch và chúng ta sẽ có một cái 4 viền khá là mỏng và sẽ không có tai thỏ ở đây. Hiện hãng chỉ công bố là sản phẩm sẽ có 3 camera hợp tác với nhà sản xuất Leica, chứ chưa thực sự công bố là cái thông số chi tiết cũng như góc nhìn của 3 camera này như thế nào. Và thông số màn hình của chiếc Huawei Mate X này là như sau. Khi mà chúng ta gặp màn hình lại, chúng ta sẽ có một cái màn hình là 6,6 inch, tỷ lệ 19,5:9, độ phân giải là 2480 x 1148. Một màn hình phụ còn lại là 6,4 inch, tỷ lệ là 25:9, độ phân giải là 480 x 892. Và khi mở ra chúng ta sẽ có màn hình là 8 inch, tỷ lệ là 8/7.1, độ phân giải là 2480 x 2200. Máy sẽ được bán với giá là $2.600 cho phiên 7 là 8GB cũng như là 512GB ROM. Một blogger công nghệ đã phát hiện rằng màn hình gập của Huawei Mate X xuất hiện những vết nhăn mờ rất là dễ nhận thấy khi màn hình hiển thị màu nền tối, trong khi màn hình hiển thị màu sắc thì chúng ta sẽ rất khó phát hiện ra cái điều này. Để có thể tạo ra được cái thiết kế màn hình gập của Huawei Mate X thì Huawei đã phải sử dụng một cái lớp bảo vệ hoàn toàn bằng nhựa để có thể thay thế được kính thông thường. Chính điều đó đã khiến cho màn hình Huawei Mate X rất là dễ bị trầy xước. Tất nhiên là bạn cũng không thể nào sử dụng kính gương lực để có thể bảo vệ, hay là hộp lưng để có thể bảo vệ cho máy. Có thể thấy là Huawei Mate X nhìn bên ngoài hình thì chúng ta sẽ thấy là mỏng hơn rất là nhiều so với Samsung Galaxy Fold. Tuy nhiên thì cái xu hướng màn hình gập này chỉ mới đang là bắt đầu, vẫn chưa được thịnh hành cho lắm, và chúng ta sẽ cần phải cải thiện rất là nhiều trong tương lai. Thật sự cái xu thế này vẫn chưa thực sự ổn lắm nếu như chúng ta đưa nó vào thực tế, bởi vì chúng ta sẽ còn phải phụ thuộc rất là nhiều yếu tố như là kính cường lực bảo vệ nè, hay là chúng ta sẽ cần phải có ốp lưng bảo vệ máy nữa, hay là thậm chí chúng ta vẫn chưa có được các linh kiện thay thế để các màn hình gập này khi chúng ta rơi vỡ. Thậm chí là nếu như có linh kiện thay thế thì chúng ta sẽ phải đánh đổi bởi vì mức giá linh kiện của nó quá đắt. Và các bạn nghĩ sao về cái xu hướng màn hình gập này, cũng như là cái Fold mới nhất của Huawei Mate X, liệu bạn có thể bỏ ra lên tới là $2.600 để mua nó hay không? Thì các bạn hãy để lại phần comment bên dưới. Và các bạn thích video này thì đừng quên bấm like để là subscribe kênh Big Channel nha. Và mình là Sơn, mình đến từ Big Channel, và xin chào và hẹn gặp lại bạn trong các video lần sau. Máy sẽ được bán mức giá là $2.600 tương lại